Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán Phi Vô Ký. Hôm nay ngày 22 tháng 6, em cùng với các anh chị cũng sẽ cùng nhau đi qua nhận định cái thị trường ngày hôm nay. Cùng với đó em sẽ đưa ra những cái dòng cổ phiếu đáng chú ý trong giai đoạn sắp tới. Những còn cổ phiếu tiềm năng nó còn sắp chạy được. Để anh chị có một cái góc nhìn và anh chị có sẵn sàng tâm lý và tiền để anh chị có thể tham gia một cách tốt hơn. Quay lại với biểu đồ VN Index của chúng ta ngày hôm nay. VN Index chúng ta ngày hôm nay, VN Index chúng ta tiếp tục một cái phiên tích lũy đỉnh nha. Nó chưa có thoát ra khỏi đỉnh liền được đâu. Trong những cái video trước em cũng đã nói với anh chị là khi mà nó tìm cận, nó gặp ngay cái đỉnh cũ, nó sẽ có những cái phiên nó tích lũy lại và cái khối lượng nó sẽ thấp dần đi. Đó, giống như phiên ngày hôm nay là cái khối lượng là anh chị thấy không ạ? Nó thấp hẳn nè, được không? Thì cái này là một cái tích cực nha. Anh chị có thể hiểu cái này tích cực. Hôm nay tuy là đóng phiên không cao nhất phiên, hôm nay cao trào thì có những lúc nó tăng đến 12 điểm, 13 điểm, nhưng mà nó lại bị bán ngược về. Đó, thì cái cây nến này thì cũng thể hiện cái sự cung cầu ở dàn co thôi. Mà cung cầu ở dàn co thì như thế nào ạ? Thì nó sẽ tích lũy lại. Đấy, cái khối lượng nó sẽ, cái thanh khoản là đây là rất là thấp. Đây, nó tụt hẳn thanh khoản luôn. Đó, thì đây là một tín hiệu khá là tốt. Thì anh chị thấy không ạ? Khi mà thị trường nó tiếp cận cái vùng đỉnh này. Rồi vùng trước là khối lượng cao nè. Đó thì giống như cái vùng này nè, khối lượng cao chị không ạ? Này khối lượng cao nè, này khối lượng cao nè. Đó mà khi nó đi lên nè, nè, volume nó bị tụt xuống nè. Đó chị thấy không? Khối lượng bị tụt xuống nè. Thì đây cũng vậy, khối lượng nó tụt xuống. Đó thì đây là một cái dấu hiệu nó rất là tốt và chúng ta phải rất là kiên nhẫn để chờ đợi nha, phải kiên nhẫn chờ đợi. Tại vì khi một nó chạm một cái giai đoạn nước rút như vậy nè. Anh chị thấy không? Một 6 phiên nè, 12 phiên nè. Đó nó chạy hai ba tuần liền mà nó chạy đó anh chị thấy không, mà nó chạy một cái giai đoạn rất là ghê, một năm nè, 11 mà 12 phim, 12 phim mà nó chạy hết 11 phim rồi, thì nó chạy đó tầm 2 tuần đó. Thì trước muốn nó chạy trong vòng, nó muốn chạy một cái giai đoạn nước rút vậy thì nó phải có một cái nền tảng tích lũy, nó giống như giai đoạn này đây, khi mà nó vượt đỉnh nó sẽ tích lũy lại đó. Thì ở đây thì nó cũng có rất là nhiều phim nó tích lũy lại nè, thì nó cũng tích lũy đâu đó tầm 2 tuần, nói xong nó sẽ chạy 2 tuần đó. Thì cái tích cực là chúng ta sẽ thấy cái những cái viên tới thì sẽ giao dịch khá là chán nản và cái volume bị kiệt xuống đó, thì cái đó là cái cơ hội thôi nha. Khi mà nhà đầu tư nhỏ lẻ họ chán, họ thấy thị trường nó khó lên quá, nó lâu lên quá, lựa chọn cổ phiếu thì nó khó lên, mới mua vô, mới xanh thấy xanh xanh mua vô, ngày hôm sau nó giảm đỏ rồi đó, thì chúng ta phải chịu được qua những cái giai đoạn như vậy, như này thấy không ạ? Đó thì giai đoạn này em thấy thôi, giai đoạn này trước khi nó vượt đỉnh 1.200 nè đó, thì nó cũng đi, nó đi với cái đi ngang anh chị không ạ? Đó và nó phải có một cú rũ chạy nè. Còn giai đoạn này nó đang có một cái xu thị trường hiện tại thì nó đang có một cái xu thế lên ủng hộ chúng ta rồi nha. Đó thì cơ bản là như vậy đó. Thị trường sắp tới thì cũng sẽ đi ngang tiếp thôi, em cũng hy vọng nó đi ngang để nó có một cái nền tảng nó nhất định. Yeah. Còn khi thị trường đi ngang rồi thì chúng ta vẫn tìm kiếm những cái cổ phiếu nó còn tiềm năng, nó còn cái dư địa nó lên vẫn được thôi. Đó, thì cái chia sẻ hôm nay về cái thị trường. Thì mai, hôm nay xanh 7 điểm cũng có thể mai nó đỏ rồi. Nó xanh đỏ đan xen với những cái phiên này nè, anh chị thấy không ạ? Đó. Đó. Thì nhìn chung thì thị trường chúng ta mình có phiên đỏ đó trước thì do dòng cổ phiếu ngân hàng áp lực lên. Còn hôm nay dòng cổ phiếu ngân hàng nó phục hồi, nó tăng lên lại thì nó đỡ áp lực trên thị trường, nó thị trường mới tăng điểm được nè. Ok, thì em cũng sẽ đi qua một số dòng nó còn dư địa, em đánh giá vẫn còn dư địa nó lên, như dòng ngân hàng. Ngân hàng thì lúc nào cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều. Tuy là cơ bản là những cái giai đoạn trước anh chị mua, anh chị có thể chưa lời được. Nhưng mà anh chị thấy không ạ? Từ các video trước em đã phân tích là khi mà khối lượng nó kỳ xuống là rất là tốt. Nha, hôm nay con ACB này nó tăng nè, nó có dòng tiền nó vô lại rồi nè. Đó hôm nay nếu mà mua thì mua những cái một phiên này nè, hôm nay thì cũng có thể gia tăng một chút nữa, tại vì khi mà nó gần vượt đỉnh thì nó sẽ tích lũy đi ngang nè. Đó và nó có tín hiệu dòng tiền đi vô, hôm nay mua được thì mua nha. Còn mai thì chưa biết, để xem tín hiệu mai như thế nào, nhưng mà nếu mà mai nó không tăng luôn liền đó thì anh chị có thể tham gia, tại vì dòng tiền nó có dấu hiệu nó quay lại rồi. Techcombank thì hôm nay tăng cũng 1,1%, hôm nay tăng 1% với có khối lượng nó không nhiều, cái này cũng sẽ mất thời gian tích lũy lại nha.
nó giống như một cái động cơ xe máy vậy á. À, muốn đi xa thì phải đổ đầy xăng thì mới đi được ha, mới đi được xa và đi được dài đó. Giống dòng tiền nó cũng vậy thôi đó, dòng tiền vô đang ở Đúng đây nó có một rồi. cái dòng tiền nó xác nhận rồi nè đó. Còn những cái cây này chỉ là nhỏ lẻ họ mà bán ra thôi, không có vấn đề gì. Cơ bản thì tổ chức họ vẫn còn trong quá trình nó gom hàng nha, có là cái tiếp tục nắm giữ thôi. Kiên nhẫn thôi. MB Bank tăng tốt nè, MB Bank có dấu hiệu dòng tiền nó đánh trở lại nè. Cái phiên hôm nay nè, nó có cái nền ở đây nè, đây có phiên này test cung mà cái nền này nó hơi lỏng, nó không có chặt, nhưng mà ở phiên này nó có cái phiên test cung nè đó, thì nó đánh đó. MB Bank thì có thì vẫn tiếp tục nắm giữ thôi, đợi cái sự vận động phía sau. Hôm nay nó đã vượt đỉnh rồi nè, biết nè nó biết thì nó cũng đang giật dẻo ở khúc dưới rồi thôi. Con biết này thì nếu những ngân hàng khác nó chạy thì con biết này cũng sẽ chạy chung đó. Con biết này sẽ là cái sự ưu tiên phía sau nha. Có con này nó có một cái lợi thế là cái khối lượng nó lại kịt cạn hẳn lại rồi nè. Thì đây cũng là vùng tổ chức họ bắt đầu họ ngâm và họ gom hàng rồi nè. Công băng à, vì công băng hôm nay là đang ở trên đỉnh và tích lũy đỉnh nè, khối lượng cũng kịt rồi nè. Nhìn chung thì những cái mã ngân hàng nhà nước như vì công băng này thì nó lớn và cái biên lợi nhuận nó cũng sẽ không nhiều, nhưng đổi lại nó cũng sẽ là sự an toàn cho chúng ta thôi nha. HD Bank này, HD Bank hôm nay cũng tăng nè, nhưng mà thiếu khối lượng là tăng 2%, thiếu vốn nè đó. Đó thì chúng xem sự vận động con này thì cơ bản thì nó cũng giai đoạn trước này nó vận động lắm, không đi thêm một cái nền thấy không chị, đó nó đi hơi lắm một chút nha. Đó. Con này thì có mua được nắm giữ, hôm bữa thì em đã cho mua thì những cái cây đây là thì đã cũng đang hòa thôi, chúng ta sẽ phải chờ đợi thôi. VIP hôm nay là cũng kịt khối lượng nè đó. Nói chung là con VIP là cũng đang xít ở cái này nè, anh chị thấy cái biên độ rất là nhỏ, rất tích cực của nó là biên độ nhỏ, khối lượng nhỏ, tích cực lắm nha. À, con này thì anh chị có thể tham gia mua được nha, con VIP này nè. Vivid Boss cũng là cạn cạn vô rồi, nhưng mà con này bị cái nó bị nó gãy sâu quá, nó bị gãy sâu quá nha. Đó thì cái việc mà nó đi lên thì cũng rất là khó, nên nó cũng sẽ mất cái thời gian nó tích lũy ngược trở lại nha. Nó mà tích lũy tốt ngược trở lại một vô mà nó kịt hẳn như vậy thì chúng ta sẽ chú ý cho lại sau. Còn bây giờ thì con này nó sẽ hơi lâu lên một chút, nếu mà nó chưa tích lũy đủ mà nó chạy nó cũng sẽ bị đập ngược về nha, cái xác suất nó bị đập ngược về rất là cao. STB hôm nay cũng vận động khá khá ổn mà biên độ nó cũng hẹp và khối lượng nó cũng nhỏ rồi đó, thì cũng đang trong một cái vùng gom hàng của tổ chức thôi. Nhìn chung bank thì những cái mã này nó chưa chạy, STB, Techcom, VIP, những cái mã này nó đang vận động tốt, TB cũng vậy nè, nó đang tạo một cái nền tốt và nó đang ở trong một cái nền của nó là chị không mà đó. Thì khi mà nó có tín hiệu nó xác nhận nó đánh dòng tiền nó quay trở lại đánh thì chị có thể nhảy vô đánh luôn, còn khích thì có thể vị thế được, tại vì càng đợi nó tích lũy càng lâu thì nó càng tốt mà. Không vấn đề đâu nha chị nha, phải kiên nhẫn. Cái giai đoạn này thị trường là đang là một trong những giai đoạn phải kiên nhẫn nha. Dòng chứng khoán em đánh giá khá cao nè, nên con SSI cũng tụt về vô nè, nay tăng 1% nè đó, biên độ rất là hẹp rồi nha, thì cũng sẽ nó sẽ sai quay lại một vài phiên mà khối lượng nó kịt về thì chúng ta có thể chúng ta những con này chúng ta có thể giải ngân dần được rồi nha. Cứ nó cứ tích lũy càng lâu chúng ta giải ngân dần dần ra được rồi. SHS là gì không à, vốn bị tụt hẳn lắm rồi, nó đã test cái đỉnh cũ nè, khối lượng và vốn cái biên độ rất là nhỏ rồi. VCI thì đã chạy quá cao rồi, hết điểm mua rồi nha, em không nói được. VND là đó hôm nay nè anh chị không, cái biên độ rất nhỏ nè đó, không còn cái ngược ngược bán ở đây nữa, cây no supply nè. Thì ngày mai đợi test cung cũng có thể tham gia được đó. Thì dòng chứng khoán rất là ok, em đánh giá dòng chứng khoán khá cao. Dòng bank thì cũng sẽ đợi mất thời gian một chút thôi, dòng thép cũng thế, thép cũng sẽ đợi mất thời gian một chút. Hôm nay thép cũng khá tốt tại vì nó đi với một cái biên độ nhỏ là khối lượng nhỏ nè. Hôm nay con này tăng 2% cũng do nhỏ lẻ họ đẩy lên thôi chứ tổ chức họ chưa muốn đánh đâu đó. Nhìn chung thì những cái mã này nó cũng sẽ đang vận động giống nhau, nó cũng sẽ xí tại đâu đó một cái nền để nó đi lên như sao. Cái nền tốt nhất cũng phải từ 8 12 phiên nha. NKG thì con này hôm nay cuối phiên nè, cuối phiên thì nó bị ATC nó không được đỡ giá như thế nào nè, nó bị tụt vào cuối phiên nè, nó khối lượng nhỏ anh chị không mà, thì mai có thể nó hồi lại thôi, không vấn đề gì. Hoa sen thì cũng khá đáng chú ý nha,
đang tích lũy đỉnh với khối lượng nó kịt nè đó, nếu anh chị thích thì cũng thể lấy hoa sen đó. Nhìn chung thì ban chứng thép thì vẫn còn điểm mua nhiều lắm, quan trọng anh chị có đợi được không hay không thôi. Em qua dòng đạm DCM, DCM này giảm 2,5%, khối lượng cũng khá khá thôi, cái này chưa đáng lo lắm nha, giảm 2,7% với cái biên độ này, khối lượng này chưa vấn đề gì đâu, cơ bản nó đã đi lên một cái giai đoạn nó đi lên chưa nhiều đâu, vẫn rủ thôi, trong một cái giai đoạn rủ của nó thôi đó. Cái này rủ thì anh chị có hàng cái yên tâm lắm rồi, tại vì đâu đó nó về cái nền đó, là cái nền nó 1, 2, 4, 5 phiên nè, nó thì có hỗ trợ thì nó tầm nửa thanh nến này với cái nền này thôi đó, và đây sẽ tích lũy lại đâu đó một cái nền cái mô hình ngắn như vai đầu vai thuận nè, vai nè ba trái là 4 phiên, ba phải tầm 2-3 phiên gì đó đánh thêm thôi nha. Con này đạm Cà Mau thì bên em vẫn cho nắm giữ thôi. Đến là đạm Phú Mỹ, nó đạm Phú Mỹ hôm nay cũng điều chỉnh 1,3% với khối lượng không cao đó, vẫn ok nha. BFC nè, nó bình con mà Bình Điền cũng vậy nè, nó hôm nay điều chỉnh nè, rút chân lên là khối lượng nhỏ nè, nó tổ chức họ vẫn mua, họ vẫn giữ giá những mã này thôi. Nó Bình Điền vẫn còn điểm mua, cơ bản là ba dòng đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ và Bình Điền vẫn còn điểm mua nha, có điểm mua. Chúng ta đi qua dòng dầu Bình BVS này, BVS hôm nay đáng lẽ nó mà tích lũy tốt 1-2 phiên nữa em phải ra mua, nhưng mà hôm nay nó chạy vội quá nha, thì cũng nhỏ lẻ hồi ổn lên thôi đó. Khi nhỏ lẻ ổn lên thì cũng có được cung hoặc bán ngược trở lại, khối lượng nhỏ thì cũng là nhỏ lẻ mua bán với nhau thôi, tổ chức nó chưa có kéo liền đâu đó. Hôm nay cũng sẽ mất thời gian, nhưng mà cái xu thế của này đẹp đó anh chị, không mà đang có chị nó giống như cái dòng đạm đó, nó là một cái kinh ở trên rồi, xu thế nó đẹp nha. BVD cũng vậy, BVD thì không đẹp bằng, còn BVS là BVS thì em cũng sẽ canh cho anh chị trong room để anh chị có thể lấy. Bình Sơn nè, Bình Sơn thì hôm nay vận động khối lượng cũng thấp nè đó, nay đi lên thì cũng gặp một cái vực chốt lời bán ngược trở lại thôi. Nhìn chung thì cái kinh của nó là rất là tốt rồi, cái xu thế của nó, xu hướng nó rất là tốt, kinh trên là xu thế nó lên nè đó, thì anh chị canh những cái điểm mà nó cân bằng, nó đỏ trong phiên chị có thể lấy, đừng có lấy xuống mà nó xanh, giống BVS hôm nay nó xanh quá đâu có thể, em đâu có lấy được đâu. Nó cuối phiên thì nó lại đẹp ngược trở lại nha, thì có thể ngày mai nó cũng sẽ gặp các vực điều chỉnh đâu đó về cái nền này cũ của nó, thì chúng ta có thể lấy được. Thì cái nền của nó sẽ sideways tầm đâu đó giá 28 đến giá 30, 31 nha, nó sẽ sideways trong một cái nền mới pin cũng tầm 7-10% như vậy, thì cái canh đỏ lấy thôi. Nếu mà chạy thì đừng có lấy, tại vì rất là chúng ta sẽ bị rủi ro về tay cột và giá. Hôm nay có con ATC em thấy vận động khá ok, tại vì đi nè, đây là cốc tay cầm nè chị thấy không ạ, đó thì cũng có thể chú ý cái này được, cái vốn kịt nè, tích lũy lại đỉnh vốn nó kịt lại nè đó, thì có thể chú ý lấy con này cũng được, con ATC này. Kinh Bắc thì có dấu hiệu dòng tiền vô rồi đó, thì nó cái kinh Bắc thì cái kháng cự ở đây nó khá dày nha, kháng cự ở đây khá dày nên chị cũng phải cân nhắc nha. Nếu mà đánh vượt được kháng cự này thì ok, tại cơ bản nó cũng có dòng tiền vô rồi đó, có thể lấy vị thế nếu chị thích, thì nó đánh vượt hẳn thì lấy thêm. Rồi bây giờ cái con này cũng đang tích lũy đỉnh thôi, để em xem có khối lượng đó, khối lượng nó bắt đầu nhỏ dần nhỏ lại, phải đợi khối lượng nhỏ lại anh chị có thể tham gia lại. Tích lũy đỉnh tầm này, tích lũy đỉnh tầm 5-6 phiên rồi anh chị có thể lấy rồi nha. ADC nè, ADC thì nó đang quay lại việc điều chỉnh là khối lượng nhỏ này, thì cũng gặp các vực từ cái vực cung ở đây và cung chút lợi ở dưới thôi đó, thì con này cũng có thể nó vô một cái mô hình VCB nè nè đó, nó đụng ở đây nó sẽ bật lại thôi nha. Cái dòng này thì em ít chú ý em đánh, nhưng mà cũng sẽ review cho anh chị để các anh chị tham khảo. Tích xanh nè, tích xanh thì hôm bữa em mua ngay cái vùng dưới đây nè, mà kẹt ở khúc dưới này lên nó đây lắp ghép được giá bán rồi nha. Con đất xanh này thì cũng sẽ xoay quay lại cái khối lượng, cái con này nó tốt một cái khối lượng nó nhỏ lại rồi, thì nó về một cái vùng gom hàng của tổ chức lại nha. Đó thì nó đâu đó cũng sẽ vô hơn một cái mô hình là vai đầu vai nè, vai trái vai phải nè đó, vai trái đầu vai phải nè đó, thì không nếu mà nó gãy cái, nó mà gãy cái trên line thì rất là xấu nha. Mà em nghĩ cái mô hình này nó cũng sẽ không có phải không có tin cậy đâu đối với con này, tại vì thị trường đang mạnh mà nên có thể bỏ qua cái giả thuyết về mô hình vai đầu vai của con đất xanh. DG thì quay lại cái đỉnh mà tích lũy rồi, vô nó cạn, nhưng những mã này em đã không, em cũng sẽ không khuyến khích đánh nha.
cơ bản là đi cái lỏng, biên độ lớn mà cái lỏng nó rất là khó lấy giá đó. Thì nhìn chung thì em sẽ tiện thể em review qua VN30 cho các chị xem. Dòng dầu hôm nay con gas cũng tăng ok, nhưng mà nếu mà lấy những con bình sơn BVS thì cái dư địa nó khá hơn con gas này. Con gas này thì cái dư địa của nó, tại vì nó cũng nằm trong VN30 nên cái việc mà cái biên lợi nhuận của nó cũng không bằng cái mã kia nha, trong đó không bằng cái mã kia. Cái con Masan đó, Masan hôm nay giảm 0.1% vô nhỏ, mà thì con này cũng là một trong những dòng trụ thôi. Cái việc đi, nó đã test hai đáy xong rồi thì không biết thì đi lên tới đỉnh nó sẽ phản ứng như thế nào. FPT đó, FPT cũng đã test hai đáy xong rồi thì giờ phải ngồi đợi thôi, tại vì gặp cái đỉnh cũ nè, nếu mà có thì tâm nóng dữ hơn. PNG là PNG thì nó đi lỏng lẻo hơn. PNG thì cơ bản em không thích lắm tại vì cái pin nội nhận ít quá. Pin home thì nó đang tích lũy đỉnh khối lượng kỳ lạ đó, thì cần thêm vài phiên tích lũy đỉnh nữa để đánh thêm đó, có cái nắm giữ thôi, đừng nóng lòng quá, kiên nhẫn thôi. Vic nè, Vic thì nó bị gãy, nó gãy cái xu hướng của nó đó. Vic thì cơ bản là quan sát thôi chứ cũng không đá đấm gì được. VLE cũng thế đó. Nó đi lên đây nè, anh chị cũng sẽ thấy nè, khi mà đi lên nó cũng sẽ gặp những cái kháng cự, những cái vực cung, những cái ông kẹt hàng ở trên đây rất là nhiều, nó sẽ bán ra đó. Thì cơ bản thì sẽ cái sự vận động nó cũng sẽ chậm chạp hơn, nó test đáy là đi lên được cái lại quay lại điều chỉnh, là có thể nó quay lại test đáy này thì đánh tiếp. Nhưng mà con này đánh chặt dẻo, biên lợi nhuận cũng không nhiều, lúc trước thì đánh điên hơn, còn đợt này thì đánh rất là khó nha. Ok thì em đi qua sơ những cái dòng để anh chị có thể một cái bức tranh nó tàn cảnh hơn một chút nha. Thì những cái dòng nào, những cái mã nào em nói có thể chú ý tham gia thì anh chị có thể nốt lại và chủ động hơn nha. Đó thì cũng hôm nay cũng là một cái video ngắn ngắn rồi thôi, thì cũng chia sẻ một số kiến thức và một số cái góc nhìn mà cổ phiếu cho các anh chị xem. Thì nếu anh chị thấy hay thì hãy bấm like, subscribe giúp em để các em có động lực làm những video để nó hỗ trợ các anh chị nhiều hơn. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào những video sau ha.